Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design, đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161. Anh Tuấn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình tin tức về công nghệ được phát sóng trên băng tần 57.7, tức là Lido Sài Gòn TV, và cũng được phát sóng trực tiếp trên mạng điện toán toàn cầu lidosaigontv.com vào mỗi ngày thứ năm 6 giờ chiều cho đến 6 giờ rưỡi chiều, được thu hình trực tiếp, tức là tương ứng với mình cộng 3 tiếng, tức là 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi tối của giờ của các tiểu bang miền đông của Hoa Kỳ và Canada. Và lẽ dĩ nhiên tất cả quý vị khán thính giả trên toàn thế giới cũng có thể xem được chương trình tin tức về công nghệ chuyên đưa đến cho tất cả quý vị khán thính giả những tin tức nổi bật nhất trong tuần vừa qua. Và chương trình này sẽ tóm gọn lại những gì mà chúng ta cần biết được về thế giới, về công nghệ, những sản phẩm mới, những thiết bị mới, và ngoài ra những cái bình luận và những cái thủ thuật dành cho tất cả mọi người mà được biên tập bởi anh Tuấn. Và Tuấn sẽ gom lại hết tất cả vào trong nửa tiếng của chương trình. Đầu tiên chúng ta phải đến tới những phần tin tức mới nhất vào ngày hôm nay, trang mạng TechCrunch. Thưa quý vị, đây là một trang tin tức về báo chí mạng cho biết là Alibaba đã đứng sánh vai cùng với những nhà bảo trợ lớn nhất cùng với lại giải Olympic như Coca-Cola, như McDonald's và Visa. Thưa quý vị, tại hội nghị về diễn đàn kinh tế được diễn ra tại Davos vào sáng ngày hôm nay, thì chủ tịch tập đoàn Alibaba, đó là ông Jack Ma, đã ký kết một trong những cái thỏa thuận liên quan tới Alibaba sẽ là một trong những nhà đồng bảo trợ những hệ thống dịch vụ cloud service, những điện toán đám mây cho các hội, cho các diễn đàn về Olympic của Nam Hàn diễn ra vào năm 2018 sắp tới, tại Nhật Bản năm 2020 và tại Trung Quốc năm 2025. Và cái hợp đồng này sẽ kéo dài đến, thưa quý vị, năm 2028. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của Jack Ma tại hội nghị diễn đàn diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Trong hội nghị này thì Alibaba cho biết là họ sẽ đầu tiên họ sẽ đưa tất cả những cái thiết bị gọi là cloud service, tức là hệ thống về mảng về điện toán đám mây. Tại Olympic đó, họ cần rất nhiều những cái hạ tầng cơ sở dịch vụ để truyền tải đi tất cả những cái thông tin về Olympic đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Nhưng mà Alibaba đã giành được trong những cái hợp đồng này về công nghệ điện toán đám mây. Hiện tại bây giờ, không phải Alibaba là một trong những công ty dẫn đầu, mà công ty dẫn đầu đó là Amazon, cũng như là Microsoft và Google Cloud. Thêm vào đó rất nhiều công ty khác nữa. Nhưng sự bành trướng của Alibaba trên toàn thế giới là dĩ nhiên đã qua tới thời kỳ của Trung Quốc rồi, đã bắt đầu phủ sóng hết. Bằng chứng là Alibaba cũng đã có rất nhiều những cái cuộc gặp với những tập đoàn lớn, những cơ quan chính phủ lớn trên toàn thế giới, kể cả tổng thống đắc cử Donald Trump. Và việc ký kết này là một trong những cái hợp đồng có thể nói là cao nhất, thưa quý vị, có giá trị lên tới 600 triệu đô la cho cái hợp đồng này. Mỗi kỳ Olympic dự kiến Alibaba sẽ chi ra tới 100 triệu đô la để đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Quý vị, đến với những thông tin ở ngay tại Nhật Bản, một tin tức mà khá là buồn cười. Nếu như chúng ta ở Hoa Kỳ mà không ở ngay tại Nhật Bản, Hiệp hội Thiết bị Vệ sinh Nhật Bản, trong đó bao gồm tất cả những công ty lớn như là Toto, Panasonic hay Toshiba, vừa thống nhất quy chuẩn các nút điều khiển ở trên bàn cầu, thưa quý vị. Nếu như một lần nào
Quý vị nào đến Nhật Bản đó, một trong những điều mà quý vị thấy cảm thấy ngạc nhiên và là kỳ nhất ở ngay tại Nhật Bản đó là hệ thống toilet của Nhật Bản khá là hiện đại. Khác với những hệ thống toilet khác như ở Hoa Kỳ và như ở các nước Á Châu hay ở Âu Châu, ở Nhật Bản đó thì được trang bị một hệ thống bàn cầu rất đắt tiền, có những cái hệ thống như là cho chúng ta tự rửa, rồi đóng nắp, mở nắp, nghe nhạc, thậm chí kết nối cả hệ thống Bluetooth và cho chúng ta biết được chúng ta ngồi trên hệ thống bàn cầu này được bao nhiêu thời gian và ảnh hưởng sức khỏe như thế nào. Thì sáng ngày hôm qua thì tin tức cho biết là hệ thống Hiệp hội Nhà cầu của Nhật Bản đã thống nhất, tại vì trước đây đó mỗi hãng sản xuất hệ thống bồn cầu đều có những cái chữ ký hiệu riêng, thì bây giờ họ thống nhất. Ví dụ như quý vị đang thấy ở góc ở trên màn hình này, chúng tôi sẽ zoom vào cho quý vị thấy. Ví dụ như quý vị thấy đó, những ai mà chuẩn bị đi Nhật Bản cũng phải nên xem đoạn video này, tại vì đây là cái ký hiệu để mở nắp. Bấm nút này là mở nắp. Bấm nút này là đóng nắp. Và khi mà quý vị thấy một cái hình gọi như hình xoáy nước thiệt lớn đó, tức là xả nước mạnh. Đây là xả nước ít. Đây là tự rửa, thưa quý vị, tự rửa. Đây là thiết bị tự rửa, nút tự rửa cho phụ nữ. Đây là thông hơi làm thông thoáng, sấy khô sau khi đi. Và đây là nút dừng. Và đây là những ký hiệu mà từ đây cho tới tận tương lai quý vị sẽ thấy rất là phổ biến trên tất cả các hệ thống bồn cầu của Nhật Bản. Đây là đoạn video cho chúng ta thấy được một cái tiêu chuẩn hệ thống bàn cầu của Nhật Bản nó như thế nào. Đây, có một cái thiết bị đây lòi ra để chúng ta có thể tự rửa vào. Nếu như quý vị nào mà chưa đi Nhật Bản đó thì quý vị có thể lạ, nhưng mà đi Nhật Bản rồi mới thấy sự hay ho của những hệ thống bồn cầu này. Một tin tức khác về trên toàn thế giới cho chúng tôi biết được là Pencil, thưa quý vị, Apple Pencil thế hệ thứ 2 sẽ có thể ra mắt vào mùa xuân năm nay. Pencil là gì? Pencil là một cái thiết bị giống như là một cây bút được gắn trên hệ thống máy tính bảng iPad Pro. Nó có chức năng là sử dụng về việc như dành cho tất cả mọi người nào mà dùng để mà thiết kế, cũng giống như là vẽ ở trên chiếc máy tính bảng iPad Pro. Tương tự như bút bi, chiếc máy tính, chiếc Apple Pencil thế hệ thứ hai này có những cái chức năng có thể dễ dàng cài vào túi áo. Nhiều khả năng đó, thiết bị này sẽ có mặt trên cùng với phiên bản iPad sẽ được giới thiệu vào mùa xuân năm nay. Chiếc bút này được trang bị cảm ứng với một cái chế độ rất là hay ho, đó là giúp cho quý vị có thể viết và vẽ được trên bề mặt của Apple iPad Pro, thưa quý vị. Đây là một trong những cái video cho chúng ta thấy. Các chuyên gia về công nghệ hy vọng là chiếc bút chì này có giá bán rẻ hơn so với thế hệ thứ nhất. Hiện tại đó, nếu như quý vị mua Pencil thế hệ thứ nhất có giá bán lên tới $99, thì họ nói rằng thiết bị này có giá khá cao, làm cho những cái mặt hàng khác không thể nào cạnh tranh được. Và nhất là độ phổ biến của Pencil thế hệ thứ hai không có thể nào mà có thể cạnh tranh với những cái thiết bị khác. Được biết rằng đó, cảm biến ở trên cái đầu bút giúp chúng ta có thể tô, vẽ, nút đậm, nút nhạt rất dễ dàng dành cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhất là những ai đang là họa sĩ. Nhiều đánh giá cho rằng iPad Pro kết hợp với lại Pencil sẽ cho ra những thiết bị và những cái gọi là nghệ thuật chưa từng thấy. Những nhà kiến trúc sư hầu hết chúng tôi được biết đều đã trang bị cho mình chiếc Pencil thế hệ thứ hai này rồi. Và đây là tin tức về Apple Pencil, sẽ là một trong những công nghệ phổ biến nếu như quý vị hoạt động trong lĩnh vực về hội họa và vẽ. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tiếp theo của chương trình tin tức về công nghệ, sẽ đưa tới quý vị những tin tức mới nhất, ví dụ như tin tức về
thuốc lá điện tử đã làm như thế nào, làm bay tới 7 cái răng của một người đàn ông sống tại Hoa Kỳ, cũng giống như thiết bị giúp chúng ta có thể nào đi trên một chiếc xe đạp mà chúng ta không cần phải máy chỉ đường nữa, sẽ trở lại ngay sau ít phút quảng cáo thương mại.